chỉ bằng một chén nước mắm biết ngay bún bát ăn có an toàn không bún là một loại thức ăn rất quen thuộc và phổ biến thế nhưng bún lại khó bảo quản vì thế nhiều cơ sở đã sản xuất bún có chứa hóa chất để tăng thêm lợi nhuận giữa việc bún sạch và bún nhiễm độc lẫn lộn một chén nước mắm có thể giúp ta nhận biết được loại bún mình đang sử dụng là an toàn hay không tác hại của việc ăn phải bún nhiễm hóa chất độc hại Nguyên liệu chính để làm ra bún là tinh bột gạo tẻ, những sợi bún sạch thường có màu trắng ngà của gạo và giòn dai tự nhiên. Để làm ra một mẻ bún sạch thường mất khoảng 5-7 ngày, tuy nhiên với nhu cầu sử dụng loại thực phẩm này trong cuộc sống hiện tại là khá cao, nên một số cơ sở sản xuất bún đã dùng hóa chất để tăng lợi nhuận và rút ngắn quy trình làm bún. Những hóa chất thường được sử dụng để cho vào bún là chất huỳnh quang tinopan, chất tẩy trắng, phun phít và hàn the, các chất này đều nằm trong danh mục phụ gia cấm sử dụng cho thực phẩm. Cách nhận biết bún sạch, bún chứa hóa chất, trước giờ chúng ta vẫn thường nhận biết bún sạch hay bún chứa hóa chất bằng các đặc điểm bên ngoài sợi bún, vì bún được làm từ gạo, chính vì vậy màu của bún khi thành phẩm sẽ không thể trắng hơn gạo. Cũng như gạo khi mang nấu thành cơm, màu của bún nếu không dùng hóa chất sẽ có màu trắng ngà tương tự như màu cơm. Khi thấy bún trắng và có độ bóng bất thường, khả năng người chế biến đã cho vào chất tẩy trắng hoặc một số chất tương tự để làm bún trắng hơn. Tuy nhiên, việc nhận biết bằng đặc điểm của sợi bún cũng khó đoán chính xác liệu sợi bún chúng ta đang ăn là sạch hay đã nhiễm hóa chất để đảm bảo tốt cho sức khỏe. Trước khi dùng bún, bạn có thể sử dụng một chén nước mắm để có thể giúp bạn xác định một cách chính xác rằng bún mình đang ăn có an toàn thật sự hay không. Cách thử khá đơn giản. Đầu tiên, bạn cho một lượng bún vào chén chứa lượng nước mắm rồi trộn đều lên. Nếu là bún sạch thì nước mắm sẽ ngấm vào sợi bún nhanh hơn, khiến sợi bún mềm ra. Còn sợi bún được tẩm hóa chất sẽ ngấm rất ít và ngấm lâu hơn sợi bún khô và có dấu hiệu rời ra vì chứa nhiều hàn the, hóa chất để bảo quản sợi bún. Nếu bún có những dấu hiệu chứa hóa chất thì bạn không nên dùng vì các hóa chất độc hại có trong bún khi vào cơ thể tùy theo lượng độc tố mà có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính. Nó có thể làm hư hại đường tiêu hóa, niêm mạc thành ruột, có thể dẫn đến viêm loét dạ dày, ruột ở mức độ nặng chúng tích tụ lâu dài sẽ gây suy gan, thận, thậm chí ung thư. Từ nay, trước khi ăn, bạn có thể dễ dàng kiểm định chất lượng của bún chỉ với một ít nước mắm nguyên liệu luôn có sẵn trong bếp là được.